Làm sao để sống sót khi đi cắm trại? Tôi quản lý một khu cắm trại tư nhân thuộc sở hữu gia đình từ nhiều thế hệ. Khu đất rộng khoảng 300 mẫu, phần lớn là rừng cây che bóng, còn lại là bãi đất trống. Chúng tôi thường tổ chức các sự kiện như câu lạc bộ chó, lễ hội âm nhạc, vân vân. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những dịp cuối tuần mở cửa cho cắm trại tự do trong suốt cả năm. Vào mùa hè cao điểm, khu cắm trại mở cửa liên tục cho khách đến cắm trại tự do và rất nhiều người đã tranh thủ cơ hội này. Đó là một kỳ nghỉ giá rẻ và thú vị. Mọi người treo võng giữa các cây, lấy lò nướng từ sau thùng xe ra. Có những nhóm quay lại năm này qua năm khác với những dụng cụ và bố trí rất công phu. Những người cắm trại quay lại nhiều lần rất thông minh. Họ biết mình phải làm gì. Mọi người đều biết việc của mình khi đến nơi. Cả nhóm cùng nhau dỡ đồ, bắt đầu dựng lều. Các khu vực sinh hoạt chung và bếp luôn được đặt đúng chỗ, nơi mà họ đã tìm thấy phù hợp nhất qua nhiều năm. Vị trí lều có thể thay đổi, nhưng mỗi người đều biết chỗ dựng lều của mình trong khu vực đã được phân sẵn. Điều này khác xa so với những người mới đến. Thiếu kinh nghiệm và không có sự chuẩn bị trước, chỉ đơn giản là hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ. Đến trưa ngày dừng trại, những người cắm trại kỳ cựu đã ngồi dưới bóng râm, nhấm nháp bia, trong khi những người mới đang di chuyển lều do không chừa đủ lối đi. Tôi đã cố gắng giúp đỡ. Tôi soạn một hướng dẫn mà mọi người đều nhận được qua đường bưu điện sau khi tôi có thông tin đăng ký và thanh toán của họ. Đúng là chi phí gửi thư không rẻ, nhưng tôi nghĩ khi có bản cứng trong tay, họ sẽ có xu hướng đọc kỹ hơn. Việc không phải làm thủ tục với công an nhiều lần cũng đáng để chi tiền. Tôi đặt tên cho tờ rơi đó là làm sao để sống sót khi cắm trại. Ước gì mọi người đọc kỹ và nghiêm túc với cái tên này hơn. Trang đầu tiên đầy những lời khuyên thực tế, chẳng hạn như 1. Hãy chuẩn bị một hộp đựng đồ chắc chắn và chống thấm nước, bên trong có quần áo thay dự phòng và một cái mền. Điều này sẽ đảm bảo bạn có đồ ấm và khô nếu lều của bạn bị ngập nước. 2. Đặt đèn năng lượng mặt trời gần cọc lều. Việc này sẽ giúp tránh việc mọi người vấp phải cọc hoặc dây lều vào ban đêm. 3. Nếu mặt đất mềm do mưa lớn, hãy gia cố cọc lều bằng cách đặt vật nặng lên trên hoặc dùng cọc dài hơn. Nếu không, chúng có thể bị gió mạnh kéo ra khỏi mặt đất. 4. Nhắc lại câu 3 trong bản gốc. Trang thứ 2 có những lời khuyên cụ thể hơn cho khu vực này. Khu cắm trại này đã thuộc về gia đình tôi qua nhiều thế hệ, và khi một mảnh đất được chuyển từ đời này sang đời khác, nó bắt đầu mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là một nơi cổ xưa, có thể không phải là nơi quá lâu đời, nhưng đủ lâu để thu hút sự chú ý của những thứ thường ưa thích những nơi cổ xưa để làm nơi trú ngụ của chúng. Chúng tôi sẽ phải bán khu cắm trại trước khi nó trở nên quá cổ xưa. Bởi khi đó nó sẽ không còn sử dụng được nữa, nhưng vẫn còn nhiều thế hệ nữa trước khi điều đó xảy ra. Đây là phần mà những người mới cắm trại thường không coi trọng. Họ nghĩ đó chỉ là một trò đùa, một chút hài hước của người quản lý cắm trại kín đáo, người có thể không quen giao tiếp với người khác. Những người cắm trại lâu năm cố gắng cảnh báo, nhưng không phải ai cũng nghe theo. Tôi nghĩ những quy tắc của tôi không quá khó để tuân thủ. Đây là một vài ví dụ. 1. Nếu bạn nghe thấy có thứ gì đó đang cố gắng vào lều của bạn vào ban đêm, hãy ngồi dậy và nói rõ ràng, bình tĩnh rằng bạn không tiếp khách vào lúc này, nhưng họ có thể quay lại vào buổi sáng. Nếu hôm sau có một người lạ đến và xin vào khu trại, hãy mời họ vào và cho họ đồ ăn, thức uống. Điều này sẽ mang lại may mắn cho bạn trong suốt thời gian còn lại. 2. Những vòng tròn tiên, fairy ring, thường là vô hại. Tuy nhiên, nếu bạn thấy bên trong vòng tròn có xác của một con vật nhỏ, hãy báo ngay cho ban quản lý khu trại. 3. Đừng đi theo những ánh sáng kỳ lạ. Tôi thậm chí không thể tin rằng mình phải nhắc nhở điều này. Đừng đi theo ánh sáng. 4. Nếu bạn thấy một nhóm người đang nhảy múa xung quanh đống lửa, bạn có thể tham gia. Nếu họ chào đón bạn, hãy nhảy cùng họ cho đến khi nhạc kết thúc. Đừng nhìn vào những người chơi nhạc. Nếu họ không chào đón bạn, mà thay vào đó dừng lại và nhìn chằm chằm, hãy lùi lại từ từ rồi rời đi. Nếu họ đuổi theo, bạn có thể cố gắng chạy, nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn. Hãy cầu mong cái chết đến nhanh. Tôi thừa nhận rằng danh sách này có phần lộn xộn, nhưng ngoài kia có rất nhiều thứ nguy hiểm và mỗi thứ lại có cách hoạt động khác nhau. Tôi cũng đã cố gắng thực hiện vài biện pháp quản lý khu cắm trại để giảm bớt nguy cơ cho khách.
Chúng tôi đặt bẫy để bắt những sinh vật ngu ngốc đến mức rơi vào, và sau đó chú tôi cùng hai người con của ông sẽ xử lý chúng. Chúng tôi đóng cửa vào các dịp lễ ngũ tuần, Pentecost, ngày hạ chí, và những thời điểm quan trọng khác trong năm, nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng làm được mọi thứ. Chúng tôi không thể cứu người khỏi chính họ. Mỗi buổi sáng, tôi đi vòng quanh khu trại bằng xe bốn bánh. Nhân viên của tôi cũng làm như vậy vài lần trong ngày. Chúng tôi kiểm tra những thay đổi mới trên khu đất, ví dụ như cây nào cần chặt bỏ, và khách cắm trại biết rằng họ có thể gọi chúng tôi nếu cần giúp đỡ. Tôi thường xuất phát ngay sau khi ăn sáng và uống xong cốc cà phê. Nhà tôi nằm ngay trong khu cắm trại, nên rất tiện để tôi nhận ca sáng. Buổi sáng thường rất ít người dậy, nên việc tôi thấy một người đàn ông đi về phía mình trên con đường là khá đặc biệt. Anh ta trông không có gì nổi bật, họ luôn như vậy, nhưng đi rất chậm và có chủ đích, đầu cúi thấp nên khó nhìn rõ mặt, và anh ta cầm trước ngực bằng cả hai tay một chiếc sọ người. Tôi dừng xe bốn bánh lại và chờ đợi, bụng cồn cào nỗi sợ. Quy tắc số 12. Nếu bạn bị một người đàn ông tiến đến và mời uống từ một chiếc cốc làm bằng sọ người, hãy nhận lời. Nước đó sẽ có vị rất khó chịu và bạn sẽ không thể ăn uống gì mà không bị nôn trong vòng 24 giờ tới, nhưng điều đó vẫn tốt hơn những gì anh ta sẽ làm nếu bạn từ chối. Tôi đã từng uống từ chiếc cốc sọ người đó. Chính điều này đã khiến tôi biết đến sự tồn tại của hắn và sau đó bổ sung hắn vào danh sách quy tắc. Hắn đã chặn tôi trên đường, và lúc đó tôi nghĩ hắn chỉ là một khách cắm trại cần sự giúp đỡ, cho đến khi hắn đưa cho tôi chiếc cốc sọ và yêu cầu tôi uống. Tôi đã làm theo, vì tôi đã học được rằng khi một sinh vật quyền năng yêu cầu bạn làm điều gì đó, tốt hơn hết là tuân theo. Nhưng điều đó không đảm bảo rằng bạn sẽ an toàn. Đôi khi họ mời bạn tham gia vào chính sự diệt vong của mình. Nhưng tuân lệnh thường mang lại cơ hội sống sót cao hơn. Hắn đưa chiếc cốc lên miệng tôi và tôi bắt đầu uống. Một ngụm, rồi thêm một ngụm nữa. Hắn vẫn giữ chiếc cốc ở đó, những ngón tay gầy guộc của hắn khẽ vuốt mái tóc tôi khi nó trượt qua tai, và tôi uống cạn cốc nước. Nước bên trong có vị đắng, mặn và thoang thoảng mùi thảo mộc. Dạ dày tôi quặn lên và tôi phải cố nuốt, đấu tranh để giữ nước trong người. Cảm ơn vì ly nước, tôi nói khi uống xong, cố gắng tỏ ra chân thành. Hắn biết tôi nói dối, vì hắn chỉ cười nhếch mép một cách châm biếm, đôi mắt đen lạnh lùng ánh lên vẻ thích thú. Khôn ngoan khi không từ chối, hắn đáp, rồi hắn kể cho tôi nghe điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không uống, và tôi cảm thấy ruột gan mình như quặn thắt vì kinh hoàng khi hắn nói. Tôi muốn hắn dừng lại, nhưng ngắt lời sẽ là một sự xúc phạm lớn. Những lời hắn nói khắc sâu vào trí nhớ tôi, và suốt nhiều ngày sau đó, tôi bật khóc mỗi khi nghĩ về số phận kinh hoàng mà tôi suýt nữa đã gặp phải. Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy lạnh lẽo và nhỏ bé khi nghĩ đến những điều hắn đã kể. Tối hôm đó, tôi nôn hết bữa tối của mình. Tôi nôn ra cả bánh quy đã ăn. Thậm chí tôi còn nôn ra nước. Cuối cùng, tôi ngừng ăn uống hoàn toàn và chờ đợi suốt một ngày sau mới thử lại. Tôi yếu ớt và khốn khổ, nhưng tôi đã sống sót. Giờ đây, khi thấy người đàn ông đó đang tiến về phía mình trên con đường, tôi thầm nguyền rủa sự xui xẻo của mình. Đây là thời điểm bận rộn nhất trong năm. Tôi không thể để mình bị ốm thêm một ngày nào nữa. Hắn dừng lại ngay trước khi đến chỗ tôi, giơ tay lên và ra hiệu cho tôi lại gần. Hắn không ngẩng đầu lên cho đến khi tôi đứng ngay trước mặt hắn. Và khi hắn làm vậy, hắn lại nở một nụ cười nhạt khi thấy vẻ sợ hãi trên khuôn mặt tôi. Không khát à? Hắn chế giễu. Tôi không khát lắm, nhưng nếu ngài muốn mời tôi uống thì tôi sẽ không bất lịch sự mà từ chối. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi thầm cầu nguyện hắn tha cho mình. Hắn đặt một tay lên trên chiếc cốc sọ, che lại lỗ hổng và nước bên trong. Cứ yên tâm, ta không đến để mời ngươi uống. Ta đến để cảnh báo. Một vài người dưới quyền của ngươi đã giao dịch với lũ trẻ. Tôi đứng đó, nhìn chằm chằm vào hắn mà không hiểu gì. Hắn thở dài, hầu như không thể nhận thấy. Và dù biểu cảm của hắn không thay đổi, tôi vẫn cảm nhận được sự không hài lòng của hắn khi nói tiếp. Những sinh vật cổ xưa như thế này không thích phải giải thích. Những đứa trẻ không có xe đẩy, hắn nói chậm rãi như thể điều đó sẽ giúp tôi hiểu. Có người đã mua đá từ chúng. Ôi trời, tôi thốt lên. Ôi Chúa ơi, hắn sẽ không cứu được họ đâu. Người đàn ông bước qua tôi, vai hắn lướt nhẹ qua vai tôi khi hắn đi. Không ai có thể. Quy tắc số 18. Bạn chỉ có thể mua đá từ những đứa trẻ đến gần khu cắm trại của bạn nếu chúng có xe đẩy.
đó là con cái của những khách cắm trại khác đang kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Chúng chỉ tăng giá vài đồng, nên hãy cân nhắc việc cho thêm tiền bower. Nếu một nhóm trẻ xuất hiện mà không có xe đẩy, đừng mua từ chúng. Hãy hành động như thể chúng không tồn tại. Cuối cùng chúng sẽ bỏ đi. Mãi cho đến khi hắn gần khuất bóng, tôi mới nhận ra mình không biết khu cắm trại nào đã mua đá. Và hiện có rất đông người ở đây. Tôi đã làm điều ngu ngốc. Tôi nhảy lên xe bốn bánh, quay đầu xe lại và đuổi theo hắn. Tôi dừng xe bên lề đường, giữ khoảng cách an toàn và gọi với theo hắn. Này, khu cắm trại nào vậy? Hắn dừng lại một chút. Ngươi khát à? Hắn hỏi. Và dù giọng nói của hắn nhẹ nhàng, tôi hiểu đó là một lời đe dọa. Không, không khát, xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi vội lái đi trước khi hắn thay đổi ý định và không tha cho tôi nữa. Đây thực sự là một tình thế khó xử. Trước giờ chưa từng có ai mua đá từ những đứa trẻ không có xe đẩy. Hầu hết mọi người đều thấy ánh mắt im lặng của chúng thật đáng sợ. Và lũ trẻ bình thường thì lại rất nhanh nhạy với việc bán đá, đến mức không ai cần mua thêm khi lũ trẻ kia xuất hiện. Tôi không biết phải trông đợi điều gì. Tôi không biết cách nào để khắc phục điều này. Nhưng tôi biết có một người có thể hỏi. Tôi tìm đến khu cắm trại lâu năm nhất. Đó là một nhóm bạn đã cắm trại ở đây hơn 2 thập kỷ. Thành viên có thay đổi, đến mức những người sáng lập ban đầu đã không còn. Nhưng họ vẫn giữ được truyền thống và sẵn sàng hợp tác với tôi. Vì vậy, tôi đã dành cho họ khu cắm trại tốt nhất. Nằm trên một ngọn đồi, khu trại của họ nằm trong một khoảng trống giữa những tán cây, giúp trại có bóng mát phần lớn trong ngày và có nhiều chỗ để treo võng. Một đường ống dẫn ga chạy lên đồi, nên tôi phải giữ cho một phần khu vực không có cây cối. Điều này khiến gió thổi trực tiếp vào khu trại của họ. Ở đó mát mẻ hơn hẳn so với phần còn lại của khu vực. Đó cũng là nơi nguy hiểm nhất. Tôi đã nghe thấy tiếng la hét của họ từ xa trước khi đến nơi. Tôi giảm tốc độ, giảm tiếng ồn của động cơ đủ để nghe rõ lời nói. Nhưng thực ra không cần thiết, chỉ toàn là tiếng chửi rủa. Tôi không biết liệu đó là một cuộc tranh cãi trong nhóm, khó xảy ra, vì họ luôn hạn chế mâu thuẫn, hay họ đang tức giận với nhóm khác, có thể vì họ có vài xích mích với các trại trẻ hơn, hoặc có điều gì khác xảy ra. Tôi cố lấy tinh thần, nhảy xuống xe và đi vào bên trong. Qua hàng lều đánh dấu ranh giới của họ, có 5 người đứng quanh khu vực chung, tập trung quanh các thùng bia. Họ có một cái thùng lạnh với 4 vòi, dẫn các đường ống qua một tấm thép được đóng đá, để bia luôn mát khi rót ra. Tất cả các thùng bia đều là bia thủ công tự nấu. Hiện tại, cả 4 vòi đều đang mở và chất lỏng màu đen tràn ra đất. Có một mùi kỳ lạ trong không khí khiến dạ dày tôi quặn lên. Như một lò mổ, tôi thầm nghĩ, cuối cùng cũng nhận ra mùi hôi thối đó là gì. Có phải máu không? Tôi hỏi, bước lại gần hơn. Đúng vậy, người phụ nữ chuyên ủ bia đá mạnh vào một thùng. Tất cả đều là máu. Tôi bảo họ tôi đến đây để nói chuyện với thứ gì đó trong bóng tối. Tôi có một câu hỏi cần hỏi, và cũng tiện thể hỏi luôn về mấy cái thùng. Được thôi, cô ấy hất đầu về phía sau trại, nơi rừng cây bao bọc dày đặc đến mức những bóng dâm chồng lên nhau và mặt đất tối hẳn dưới tán cây. Chúng tôi chưa thấy đèn năng lượng mặt trời tắt cả tuần nay, nên có thể nó không ở nhà. Quy tắc số 10, hãy để ý khi nào đèn năng lượng mặt trời thường tắt. Nếu đèn tắt sớm hơn bình thường, đừng ra khỏi lều cho đến khi trời sáng. Đừng mở lều, thậm chí là nhìn ra ngoài. Hãy nằm yên, cố ngủ và chờ cho đến khi bình minh lên. Tôi rón rén đi vào khu rừng, dùng mình vì những nhánh cây kêu răng rắc dưới chân. Một số sinh vật ở khu cắm trại này không quá tàn nhẫn. Nếu được tôn trọng, chúng sẽ không giết hay làm hại nghiêm trọng đến bạn. Tôi đã từng nói chuyện với sinh vật trong bóng tối một lần, khi quyết định đặt trại lớn nhất gần hang của nó. Tôi hỏi liệu sự gần gũi đó có làm phiền nó không. Nó trả lời rằng sẽ không sao, nhưng cũng không ngần ngại lấy mạng ai nếu họ lảng vảng ngoài trời khi nó đi qua. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với những người mà nó lấy đi. Không ai tìm thấy xác của họ. Cả trại đều mơ về cái chết chậm rãi và đau đớn. Theo đúng cách mà họ sợ nhất, tôi thì mơ về cô bé và con quái thú, và khi tỉnh dậy tôi biết rằng mình lại phải làm việc với cảnh sát. Hang của sinh vật chỉ là một đống nhánh cây gãy, dễ bị nhầm lẫn với đống rác. Nhưng có vài dấu hiệu, không khí trở nên lạnh lẽo hơn khi bạn đến gần. Âm thanh biến mất, chỉ còn tiếng tim đập của chính bạn vang lên. Tim tôi đập mạnh hơn khi tôi tiến gần và cảm giác như bóng tối dưới những nhánh cây kia đang hút lấy toàn bộ ánh sáng.
kéo tất cả vào chỗ diệt vong. Những bông hoa trắng, ký sinh với đầu rũ xuống, rải đầy mặt đất, hút dinh dưỡng từ rễ cây dưới lớp đất cằn cỗi. Xin lỗi, tôi thì thào, giọng khàn đặc. Tôi ho và cố nói lại. Xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi có một câu hỏi. Im lặng kéo dài, tôi đứng đợi, tự hỏi liệu điều này có vô ích không, có khi nào sinh vật không ở đây. Rồi nó cất tiếng, giọng nói thô ráp như những hòn đá lăn vào nhau, khiến tôi nhăn mặt đau đớn, như thể đầu tôi đang bị nghiền nát giữa chúng. Nó hỏi tôi muốn biết gì. Tôi kể cho nó về bọn trẻ, rằng có ai đó đã mua đá từ chúng. Rồi như một suy nghĩ thoáng qua, tôi cũng nhắc đến mấy cái thùng. Bọn trẻ đã không có con mồi trong thời gian dài, và chúng rất bực tức. Cuối cùng nó đáp, và tôi siết chặt ngón tay quanh phần xương tai, như thể làm vậy sẽ giảm được áp lực. Chúng vui mừng vì cuối cùng cũng có cơ hội. Cơ hội để làm gì? Chấm, đống cành cây xê dịch. Mặt đất rung chuyển và tôi loạng choạng, nhận ra trong nỗi sợ hãi rằng đống mảnh vụn nhỏ đó không đủ để chứa đựng sinh vật bên trong, và nó lớn hơn nhiều, có lẽ còn kinh khủng hơn tôi tưởng tượng. Chỉ một cái nhún vai của nó thôi cũng khiến tôi suýt ngã. Mấy cái thùng chỉ là khởi đầu, nó thở dài. Nhiều người nữa sẽ chịu đựng, tất cả sẽ chịu đựng. Và rồi, cái chết sẽ đến. Cả khu cắm trại của tôi đang gặp nguy hiểm. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi có thể sơ tán, tôi nghĩ. Có thể nói rằng có gì đó, sự cố đường ống dẫn khí. Dịch bệnh, còn vài phương án có thể giải thích lý do tôi đuổi mọi người ra khỏi đây. Nhưng còn kế sinh nhai của tôi thì sao? Liệu mọi người có quay lại không? Tôi thấy hơi xấu hổ khi lòng tham lại chen vào quyết định của mình. Nhưng khu cắm trại này đã thuộc về gia đình tôi qua nhiều thế hệ và tôi không muốn hủy hoại tất cả ngay lúc này. Hãy loại bỏ kẻ đã khởi đầu, mặt đất rung chuyển dữ dội và tôi ngã nhào xuống tay và đầu gối. Mọi thứ sẽ tự tháo gỡ. Tôi lảo đảo đứng dậy, cảm ơn rối rít. Tôi lắp bắp xin lỗi vì đã làm phiền nó và bày tỏ lòng biết ơn vì lời khuyên của nó. Sau đó, tôi bỏ chạy, cố kìm nén ham muốn ngoái nhìn lại suốt quãng đường đi. Loại bỏ kẻ đã khởi đầu. Những lời đó vang vọng trong đầu tôi khi tôi đi từ khu cắm trại này sang khu cắm trại khác, hỏi xem có ai mua đá từ bọn trẻ hôm nay không. Tôi nhận được những ánh nhìn bối rối từ những người mới, nhưng những người cắm trại lâu năm trả lời nghiêm túc, hiểu rõ sự nghiêm trọng của câu hỏi. Họ đã đọc các quy tắc. Cuối cùng, tôi tìm thấy khu trại đã mua đá và họ chỉ ra người đã thực hiện giao dịch. Anh ta đang ở chỗ khác, nhưng họ gợi ý tôi có thể ghé lại sau. Tôi nói không sao, tôi chưa sẵn sàng nói chuyện với anh ta. Tôi chưa sẵn sàng làm theo lời khuyên của sinh vật trong bóng tối. Tôi nghĩ mọi chuyện có thể tệ đến mức nào, nó chỉ mới bắt đầu thôi. Có lẽ tôi có thể tìm ra cách khác để giải quyết tình huống này. Buổi tối, tôi vùi đầu vào các cuốn sách quản lý khu cắm trại và truyền thuyết dân gian, cố tìm một nghi lễ hoặc phương thức xoa dịu nào đó. Nhưng sinh vật đã nói rằng bọn trẻ đã quá mệt mỏi vì không có con mồi, những con mồi mà tôi đã cấm đoán bằng các quy tắc của mình, và mọi thứ sẽ ngày càng tồi tệ hơn cho đến khi có người bắt đầu chết. Rằng tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm. Đêm xuống và tôi miễn cưỡng từ bỏ nỗ lực cho đến sáng. Sự lo lắng khiến tôi không thể ngủ nổi, trong khi con bé đứng ngoài cửa sổ khóc lóc và van xin tôi cho nó vào nhà. Nó không nằm trong quy tắc, nó chỉ quấy rầy những người thuộc dòng máu của tôi. Tôi gần như thấy nhẹ nhõm khi con quái thú đến và lôi cô bé đi, trong khi nó hét lên đầy sợ hãi, báo hiệu rằng bình minh sắp đến. Tôi vội mặc quần áo và nhảy lên xe bốn bánh. Thậm chí tôi còn không pha cà phê. Tôi cần phải xem chuyện gì đã xảy ra qua đêm. Người đàn ông với chiếc cốc sò đứng trên đường, nhìn chằm chằm vào khu rừng và nhấm nháp nước trong đó như thể đang thưởng thức trà buổi sáng. Tôi tấp xe lại gần và tắt máy để tiện trò chuyện. Bỏ qua cà phê rồi à? Ông ta hỏi, muốn uống một chút không? Tôi không thấy khát, nhưng nếu ông muốn chia sẻ, tôi sẽ không từ chối. Tôi đáp, nghiến chặt răng. Nụ cười nhạt lại xuất hiện. Giờ thì ông ta chỉ đang trêu tôi thôi. Tôi nhìn về phía mà ông ta đang chăm chú quan sát. Có khoảng 12 người, tất cả đều treo lơ lửng giữa không trung. Trong một khoảnh khắc kinh hoàng ngắn ngủi, tôi chỉ có thể nghĩ đến lần tôi tìm thấy một ai đó đã không tuân theo quy tắc của mình, thi thể bị mổ xẻ treo lơ lửng không xa nhà tôi. Như thể đó là một lời cảnh báo. Cảnh sát đã để tôi làm hầu hết việc tháo xác xuống trong khi họ đứng đó chờ với mớ giấy tờ phiền toái của mình. Tôi không bao giờ bắt nhân viên phải dọn dẹp những thứ đó. Như vậy là quá sức.
Những người này vẫn còn sống. Tôi gần như bật khóc vì nhẹ nhõm. Họ đã bị kéo ra khỏi lều và lột sạch quần áo, sau đó bị lôi sành sạch vào rừng. Cơ thể họ đầy vết bầm tím và chảy xước, bị kéo lê tàn bạo qua mặt đất. Rồi họ bị treo ngược lên từ các cành cây. Lần sau có thể sẽ là da của họ bị lột và treo lên cành, người đàn ông nói. Anh nên kết thúc chuyện này sớm. Thật ngạc nhiên khi thấy anh lo lắng đấy. Tôi cần người để uống rượu cùng, ông ta thì thầm. Nếu tất cả chết hết thì làm sao tôi có bạn uống được. Tôi phải gọi em trai và cả hai ông chú của mình đến giúp để hạ những người cắm trại đang hoảng loạn xuống. Họ không phản kháng nhiều, chỉ treo lủng lẳng, yếu ớt khóc hoặc rên rỉ. Điều này khiến công việc dễ dàng hơn rất nhiều. Trọng lượng bất động thì dễ xử lý. Chúng tôi có thể kéo họ về phía cái thang, giữ chắc họ, rồi cắt dây và đưa họ xuống đất an toàn. Loại bỏ kẻ đã bắt đầu chuyện này. Khi những người cắm trại bị bắt cóc được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị, tôi giao hết giấy tờ cho cảnh sát cho em trai rồi nhảy lên xe bốn bánh. Tôi quay lại khu trại đã mua đá và gọi người đàn ông chịu trách nhiệm ra để nói chuyện. Tôi hỏi anh ta liệu anh có mua đá từ bọn trẻ kỳ quái không, và khi anh ta nói có, tôi hỏi tại sao anh lại vi phạm một trong những quy tắc sinh tồn khi cắm trại. Đó là quy tắc số 18, chẳng phải anh đã đọc rồi sao? Ồ, anh ta đáp một cách ảm đạm, là quy tắc đó hả? Thật ra thì, có nhiều quy tắc quá. Tôi hít một hơi sâu, giữ hơi trong giây lát, tự nhắc nhở bản thân rằng phần lớn mọi người đều có ý tốt và không cố ý làm trái hay gây rắc rối. Rằng với vai trò là quản lý khu trại và một con người tử tế, tôi cần phải thấu hiểu và giúp đỡ mọi người. Vì chúng tôi có chung mục tiêu, tôi muốn họ có một kỳ cắm trại an toàn và vui vẻ để họ quay lại, và họ cũng muốn như vậy để có thể quay lại. Người đàn ông này không cố tình phớt lờ quy tắc của tôi vì ác ý, đó chỉ là một tai nạn. Một tai nạn đáng tiếc. Tôi hỏi anh ta tại sao anh lại bỏ qua quy tắc đó. Giọng tôi lịch sự và thân thiện, không có chút gì là phán xét hay trách móc. Đây là điều quan trọng, mọi người sẽ phản ứng tương tự như cách mình đối xử. Miễn là tôi không cáo buộc, anh ta sẽ không phòng thủ, và chúng tôi có thể có một cuộc trò chuyện có ích. Tôi đã đọc rất nhiều sách về cách giải quyết xung đột và thay đổi hành vi. Anh ta thừa nhận là không coi chúng quá nghiêm túc. Thực ra anh đã đọc kỹ rồi, vì nghĩ rằng đó là một trò đùa, nhưng là một trò đùa thông minh và anh ta khá thích thú với nó. Nhưng thật sao? Không, anh ta chỉ vào lều của mình, cho thấy khoảng cách 3 mét giữa các lều khác, quy tắc số 4, và rằng họ đã mang theo ống dẫn nước dài hơn để không phải chia ống gần đó quá 3 lần, quy tắc số 6. Ý tốt thì có, nhưng hệ thống của tôi có thiếu sót. Dù vậy, điều đó không thay đổi những gì tôi phải làm. Tôi cảm ơn anh ta vì đã trò chuyện và rời đi. Sau đó tôi vào rừng, thu thập một vài thứ. Phải mất một lúc mới tìm đủ, nhưng tôi quen thuộc với khu trại của mình nên biết chúng thường nằm ở đâu. Rồi tôi quay về nhà với mấy cây nấm trong tay. Loại nấm này gọi là thiên thần hủy diệt, Amanita virosa. Tôi nghiền chúng ra, lấy nước cốt, cẩn thận không để chạm tay vào, rồi quay lại khu trại của anh ta. Tôi đổ nước cốt vào chai nước tái sử dụng của anh ta, lắc nhẹ để nước lan ra khắp các mặt trong chai, rồi để khô. Ban đầu họ chỉ nghĩ rằng anh ta bị ngộ độc thực phẩm. Đến khi bạn cắm trại đưa anh ta vào phòng cấp cứu, anh ta đã bị suy gan và thận. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng tôi đã bỏ một lượng lớn nước cốt vào chai, và cơ thể anh ta không thể chống đỡ nổi, kể cả với sự can thiệp y tế. Anh ta chết trong vòng 36 tiếng. Cảnh sát ghé qua, tất nhiên. Tôi trò chuyện với họ một lúc, chia sẻ về việc khó khăn thế nào để bảo vệ người ta khỏi chính bản thân họ, và chuyện kết thúc ở đó. Họ hiểu cảm giác đó trong rừng là như thế nào. Tôi cảm thấy mình có lỗi. Tôi biết các quy tắc không hiệu quả, nhưng nó dễ áp dụng và tôi dựa vào chúng. Tôi đã bỏ qua những cái chết như những sự cố riêng lẻ thay vì xem chúng như những dấu hiệu cảnh báo rằng tôi chưa làm đủ để xác định liệu danh sách quy tắc của tôi và các biện pháp khác có đạt được mục đích hay không. Anh biết điều gì thực sự giúp thay đổi hành vi của mọi người không? Kể chuyện, đó là một trong những kỹ thuật hiệu quả nhất, hiệu quả hơn nhiều so với danh sách quy tắc, mà theo nghiên cứu là phương pháp kém hiệu quả nhất và dễ dẫn đến hành vi chống đối, nghĩa là người ta cố tình phá hoại hệ thống vì ác ý. Thay vì nói làm thế này, bạn kể cho họ một câu chuyện thể hiện hành vi bạn muốn. Tốt nhất là chuyện thật, vì nó có trọng lượng hơn. Và càng cá nhân hóa,
càng dễ khiến người ta đồng cảm và chấp nhận những gì bạn đang muốn họ làm. Tôi là người quản lý khu cắm trại. Tôi không có danh sách quy tắc để phá hỏng niềm vui của bạn. Tôi có danh sách để giúp bạn không quay lại và thấy lều của mình sập xuống, đầy nước mưa và không có quần áo khô hay nơi ngủ. Tôi đang cố ngăn bạn tốn cả nửa ngày để dựng lều chỉ vì không tính toán trước. Và tôi đang cố ngăn bạn làm những điều nhỏ nhặt, đơn giản có thể dẫn đến một cái chết khủng khiếp và đầy đau đớn.